Mặc dù có kết quả thi đấu không tốt ở mùa giải 2019-2020 cũng như vòng playoff, Giannis Antetokounmpo đã công khai chia sẻ rằng anh sẽ không ép Milwaukee Bucks phải trade mình ngay trong giai đoạn off-season lần này. Vậy có thể nói, tương lai mùa giải 2020-2021 của Á Thần đã được đảm bảo tại Milwaukee. Nhưng còn ở mùa hè năm 2021, trở về sau, thời điểm hợp đồng của Giannis chính thức hết hạn, và anh sẽ trở thành cầu thủ tự do thì sao? Theo thông tin từ các ký giả uy tín của The Athletic, tình hình hiện được cập nhật như sau. Một nguồn tin thân cận với Milwaukee Bucks chia sẻ rằng đội bóng rất tự tin về việc giữ chân Giannis Antetokounmpo. Điều đội bóng muốn níu Giannis ở lại là một bản hợp đồng Supermax và họ tin sẽ có được chữ ký của siêu sao này. Chưa rõ liệu đây có phải là một thông tin chính xác không. Hay Milwaukee Bucks đang hy vọng sẽ giữ chân được Giannis bằng hợp đồng Supermax. Nhưng dù có hay không, đó cũng sẽ là câu trả lời trị giá khoảng 254 triệu Mỹ Kim. Là cầu thủ lọt vào đội hình All-NBA First Team và là đương kim Defensive Player of the Year, Giannis Antetokounmpo sẽ được phép ký hợp đồng Supermax. Anh sẽ có hai cách để ký, bao gồm ký hợp đồng gia hạn ngay trong giai đoạn off-season này hoặc ký một hợp đồng Supermax mới vào off-season năm sau. Thời điểm ký cũng sẽ có nhiều biến số, nhưng giá trị hợp đồng sẽ được chốt ở mức 35% khung lương salary cap 2021-2022 của Milwaukee Bucks. Trước khi đại dịch Covid-19 khiến NBA bị tạm hoãn, con số 35% sẽ tương đương với 254 triệu đô la Mỹ. Xét về thời điểm ký hợp đồng, Giannis Antetokounmpo có lẽ sẽ muốn ký vào năm 2021 hơn là đặt bút vào offseason này. Hiện nay, rất nhiều tin đồn về việc Giannis rời khỏi đội bóng đã xuất hiện khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Chỉ cần đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn ngay lúc này, mọi thứ sẽ được giải quyết êm xuôi. Tuy nhiên, Antetokounmpo chắc chắn sẽ không muốn gắn bó lâu dài với một đội bóng mà tương lai không được đảm bảo. Thêm